Trong đây mà bà nào phá thai 3-4 lần, bây giờ mấy bà đừng có nghĩ tới nữa, nghĩ ai với đạo Phật đi. Nó đau bệnh, nó nhức xương, nhức mình, nhức mẩy, nó làm cho đau tứ tung lang tan, sân si khó chịu cũng A-di-đà-phật đi. Cứ niệm đi, con muốn về cực lạc. Rồi các con ơi, niệm với mẹ đi. Các con về không về thôi, mẹ phải về. Các con cứ làm mẹ tá lả âm binh đi, mẹ chịu hết, mẹ chịu trả nợ để mẹ đi về cực lạc. Quý vị chỉ cần có cái tâm này là quý vị sẽ được cái mảnh lưới Phật A-di-đà rước về cực lạc. Cơ hội nè, cơ hội mà có người giảng mà chuyên nhất tịnh độ, đi sâu vào tịnh độ luôn, cơ hội mà không chịu nghe, đi tìm cái khó, cái dễ không làm, làm cái khó thật. Thấy không? Tôi ngu lắm, tôi làm cái dễ. Ai khôn đi làm cái khó đi. Khôn có đi làm cái khó đi, tôi ngu làm cái dễ chơi vậy đó. Giúp đỡ người nghèo, dạy họ niệm Phật là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Người nghèo khổ, giúp họ một cuộc sống rồi phải đem Phật pháp cho họ, đây mới là thật sự thương yêu, có trí tuệ. Người đang bị bế tắc dẫn đi chùa ngày chủ nhật, giúp họ cỡ mở tâm tư, đây là việc tu phước duyên lớn nhất. Đây là những câu kết luận cuối cùng này, thấy chưa? Nên mấy cái bà trưởng đoàn cố gắng lên. Trưởng đoàn cố gắng lên nghe. Nó có cái bà trưởng đoàn kia bà nói: cứ khuyên cố gắng vài, ở nhà chồng chữ te tua. Cứ đi chủ thứ bảy chủ nhật đi hoài, đi giết chồng cứ chữ mãi, an lạc ở đâu không thấy, mà đem mặt về nhà là bị chửi bị mắng. Những đức nói cứ làm đi, nó chửi nó mắng giết cho tiêu mụn. Nên mấy cái bà mà dẫn đoàn đi tu á, mà quan hỷ giết không có một mụn nào luôn á. Tại vì nó nói này nói kia giết tiêu mụn, mà tiêu mụn là tiêu nghiệp. Hiểu chưa? Nó mỗi lần mà mụn nổi lên là nghiệp đang mọc lên đó. Nghe chưa? Thấy không? Tất cả người phá thai siêng năng niệm Phật mỗi ngày, nếu không địa ngục đang chờ bạn. Tất cả những người bất hiếu với cha mẹ, sát sanh hại vật, làm nghề thịt chó đồ, giết chó, giết mèo, rồi giết trâu, giết bò, rồi bán hải sản này kia, nếu như quý vị không gặp được pháp môn niệm Phật này thì địa ngục đang chờ quý vị đó. Gia đạo quý vị đố mà thịnh vượng được, nó suy tàn bây giờ đi. Tôi nói chuyện giỡn. Nhất là những cái nghề quán thịt chó, thịt trâu, thịt bò, hải sản cá kèo. Nó rồi những cái quán mà gọi là nguyên một cái hồ cá để trong vô kêu ra nha, vớt lên bỏ vô chảo chiên xù rồi chờ xem. Rồi nó chiên quý vị lại cho quý vị biết. Bây giờ quý vị bỏ con cá sống vô chảo chiên, xèo. Lấy cái nóc đậy lại, sợ nó văng dầu á, đậy lại nó nằm trong đó. Nó kêu: á trời ơi, nóng quá trời ơi. Nó kêu không nên lờ. Rồi quý vị sẽ chờ xem, chính chúng ta sẽ gặp cái chảo bự hơn chảo của nó. Quỷ sứ nó nắm cần cổ mình, nó liễn vô cái chảo đó, mình dãy dùng trong cái chảo đó. Những người mà ăn mặn đi, chiên cá chiên xù, quý vị chiên cá chiên xù đi, quý vị coi bỏ vô chảo dầu, quý vị vì bò ra, quỷ sứ nó cầm cụ chĩa nó đâm quý vị, nó lùi quý vị vô trong đó đó. Mà không phải một lần mà vô lượng kiếp, cứ chết xong một cơn gió thổi ngang trở lại rồi bỏ vô chảo chiên hoài, chiên hoài, chiên. Quý vị coi không phải đơn giản. Gần ai đã từng cắt cổ gà, ngồi trong đây ai từng cắt cổ gà? Con gà chỉ đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh, nhổ 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 ngay cái lông, ngay chân, ngay chân cần cổ của nó. Rồi xong cái cầm cái dao, con gà kêu quát quát quát, ọt ẹt. Thấy chưa? Bà nào cắt, bà nào này cắt, mấy bà biết tay với tôi. Rồi bà chờ xem, rồi bà cũng bị y gan như vậy, nếu không niệm Phật thì chuẩn bị cần cổ đi con. Chuẩn bị cần cổ đi nghe. Rồi những người làm nghề đâm heo, thấy không?
con heo gì bây giờ chích điện đúng không, bây giờ ngày xưa thì đâm đúng không, buộc chân buộc cẳng nó xong cầm cái mát ngoài ọt ẹt bén, cầm cái mát lỡ đưa ngay cổ hầu nó nó máu ọc ra hứng máu, thấy không? Rồi tương lai quý vị hãy quán xét lại việc làm của mình, rồi tương lai nhân quả tương đồng, người ta cũng cầm cái mát người ta đâm vô cần cổ quý rồi xong, nhưng không phải một lần mà là vô lượng kiếp đó. Rồi người nào đã từng đập đầu bò đầu trâu, buộc nó vô một cái cây thiệt là bự, cầm nguyên cái búa quết vô cái đầu ngay cái chán này bết bung bung, nên cái người mà đập đầu bò thì khoảng tuổi 50 mấy 60 là con mắt của họ kéo màng màu đỏ, vì chính cái búa đập vào cái đầu con bò con trâu máu xịt ra, mắt của họ nhìn thấy máu thì tức khắc mắt của họ sau này kéo màng máu, gọi là nghiệp quả hiện đời. Cho gì biết làm nghề sát sanh đi, nhà không thịnh vượng đâu, con cháu phá gia chi tử chết bất thường, gia đình tan nát, đổi nghề đi bạn, đổi nghề đi, cắt cổ gà nghe chưa, cắt cổ gà đi bỏ cho nhiều nơi. Rồi quán thịt chó, quý vị coi tồn tại mới sợ. Nếu như gia đình có thể hưởng được 10 đời làm thịt chó nhà giàu đúng không, gia đạo hưởng được 10 đời phước, làm thịt chó hưởng chưa hết một đời là gia đình tan nát liền. Sát sanh kiếm tiền làm sao tồn tại, vì thấy không, những đứa không có nói cái gì cao xa nhưng mà nói tới ghê chưa, nói tới cái chuyện sát sanh con mắt giống quỷ sứ thấy chưa, thấy không? Vậy mà làm cho người ta ớn đó, nói thật á. Nói tôi nè, vị trí nhà hàng nè, tôi thấy bao nhiêu người làm nhà hàng giàu kìa, chỉ có 10 năm thôi sạc nghiệp luôn. Đây nè, tôi nấu ăn tôi biết nè, may mắn thay đi tu đó. Gặp mà bây giờ chắc cái mặt chung du diệm, chiên xù, cá chiên xù nè, chiên nè. Bây giờ mà chưa đi tu là có chừng cái đuôi con cá nó quặt dầu văng vô mặt, cái mặt thành chung du diệm chứ làm sao, hiểu chưa? May mắn đi tu đó trời. Quý vị biết những đứa lúc còn nhỏ chuyên gia móc miệng con nhái cặm câu, chỉ cái đơn giản đó thôi mà bây giờ những đứa đi tu mà những đứa còn chịu 2 năm chờ quả báo lỡ môi kìa. Bây giờ qua rồi những đứa mới nói cho quý vị nghe đó, cứ cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, mà lỡ môi nó đau không tưởng tượng được, nó chỉ một chút xíu mà nó cực kỳ đau. Đây là nghiệp quả, tin nghiệp quả rồi vui trả luôn. 2 năm chịu lỡ môi, mà lúc lỡ môi nó hô ác đạn vì nó hao năng lượng. Trời ơi trời, lỡ môi nó đau, nó đau mà sân si nữa nha, nó đau mình lúc đó mình biết quả báo mình ai với đà phật đau quá, kinh khủng lắm, ăn vô rét ăn không được. Vậy mà chịu 2 năm thành tâm niệm Phật hồi hướng cho ta ăn chay, hướng người ta cuối cùng bây giờ hết, ghê chưa, quả báo hết liền. Nó nên từ nơi đó nghe, mỗi một con người chúng ta nghe quý vị, cái nhân quả sát sanh là ghê lắm. Ngày chủ nhật mà đi đến đây nè, đặc biệt lắm nè, thấy không? Đi đến đây nè, người phá thai quan gia trái chủ lỡ đây nè chuyện nghiệp nè, không phải chuyện giỡn đâu. Hồng nghe gì mà nó mới hứng nghe, nghe mà nó trợn mắt trước mọi nó mới hứng. Chứ gặp mà cái giờ cuối này mà nói kiểu mà lên mà chắc là chúng ta nghỉ ngơi quá, thầy nói tiếng mấy giờ mệt lắm, chắc mấy bà chứ. Thấy chưa, nó phải hừng hực lên. Mà nghe mấy cái đoạn cuối này sát sanh này ghê, ai mà không từng sát sanh, đứa con nít nào mà ăn chay được là thù thắng lắm á. Đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng, chùa mình mấy cô thiếu chất dinh dưỡng ha, nhìn đi có ai mập bằng mấy cô mình không? Cô nào ở đây dám giặt lộn với mấy cô mình đưa tay lên. Đừng có nói chuyện ăn mặn thử coi, mạnh bằng mấy cô mình ăn chay nó mạnh ác đạn, nó mà kênh có những đứa ve luôn, không dám ho hé luôn. Đứa nào tụi nấy ăn chay mà thấy tướng chưa, nó từ nó đó thiếu chất dinh dưỡng, không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Mà ngộ thay ăn chay là da mặt đẹp nghe. Đó. Rồi người nó hiền, nó nhẹ nhàng lại, ít nóng tính nữa. Ăn chay hay lắm.
Nên những người mà chưa ăn chay trường được, từ hôm nay phát nguyện ăn chay trường, ăn chay được liền. Chỉ cần phát nguyện cho mạnh, đừng có sợ nha, đừng có sợ tôi ăn chay tôi sốt ruột, ăn chay làm không nổi, đừng có sợ. Ăn chay nó làm ăn còn phát đạt hơn nữa. Ăn chay trường là tự nhiên làm ăn nó được liền. Tại vì sao? Ăn chay phóng sanh, tâm từ bi nó được trưởng dưỡng lên, nó tốt, thấy không? Đó, nên quý vị nghe như vậy rồi, chúng ta đi đến đây nghe pháp, những đức nói rất là nhiều thứ cho quý vị nghe, để quý vị tìm hiểu thêm Phật pháp, để càng có lòng tin đối với Phật pháp, và chúng ta là người áp dụng Phật pháp. Nên Đức Phật nói là tự đốt đuốc mà đi, chứ không phải là vì ai mà đi hết trơn á. Tự mình đốt đuốc mà đi, còn ai không đi mình cũng đi, thầy không đi con cũng đi, chứ không phải là thầy đi con mới đi, mà thầy nghĩ thì con nghĩ. Không có, thầy không đi con cũng đi, vì thầy không đi kệ cha thầy. Tôi nói thầy là tôi á, tôi nói thầy nào hết trơn á, tại tôi cha mắt rồi. Tôi nói kệ cha tôi là chuyện của tôi có quyền, đúng không? Tôi không nói kệ cha của ai, nghe chưa? Đừng có nói sao ông thầy Đức không nói kệ cha mấy ông thầy kỳ cục ghê. Tôi nói kệ cha thằng Đức, không nói ai hết trơn á, chữ tôi được không? Tôi có quyền chữ tôi, chữ mình mà cũng không có quyền nữa, vì cái này khổ quá, đúng chưa? Nó nói ông thầy không đi đó là chuyện của thầy, là nói của những Đức, nghe không? Còn quý vị cứ đi, nghe chưa? Nó một ngày nào tôi gặp kiếp nạn gì đó, chuyện của tôi, không ai được quyền đụng vô, hiểu không? Quý vị cứ tu, quý vị cứ duy trì cách tu, quý vị cứ cố gắng niệm Phật, đó là đặc biệt nhất rồi. Ai về trước thì kéo cái thằng sau lên, còn tên nào cũng không về hết trơn thì chắc nó chìm xuống biển chụm chụm, hiểu chưa? Nên chúng ta mà thương nhau thì tên nào lọt được thì chạy đi, lọt được thì chạy về cực lạc liền. Để mình về cực lạc á, mình mời Phật A Di Đà, mà khi mà những đứa ngáp ngáp á, có nhiều bà đây lớn tuổi hơn, bà nào đi trước thì về chỉnh trước đi nghe, ông nào đi trước về chỉnh trước. Xong á đi lên chỉnh nói Phật A Di Đà, ông thầy Đức cũng tội nghiệp nhiệt tình thiết ghê, vì cái chuyện lo cho chúng nhiều quá, cuối cùng ổng ở lại lâu quá trời lâu. Mà con thấy cái tình trạng của ổng, con thấy sao ổng ngáp ngáp kỳ cục quá mà không chết. Con nhìn xuống, tại vì lúc đó là Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ, nên nhìn xuống thấy rõ ràng những đức đang làm sao. Mà thấy gì đâu mà những đức mà tới cái tuổi già mà sao nó Mà cứ cái gì nè, cứ như vậy. Mình thấy tội nghiệp quá, thì hướng dẫn mình tu, mà nhiều người cũng gì cực lạc á. Mình nói phiên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, giờ con nó sống mới có tình có nghĩa, nhờ ổng hướng dẫn mà con bây giờ về đây gặp ngài, bây giờ ngài cũng chéo chéo vài cái cho ổng tỉnh một chút. Nài nỉ năn nỉ Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói con còn nói vậy không lẽ ta bỏ nó sao? Thằng đó tuy là nó chưa đạt trình độ giải thoát, nhưng mà thật sự này nó gan, không, nó nhiệt tình, thôi nhờ cái nhiệt tình mà để ta búng một cái, búng một cái kìa. Trời ơi, Phật A Di Đà thần thông cao lắm. Búng cái tự nhiên những đức mà đang, ngày búng cái những đức lúc đó là bắt đầu sao? Tự nhiên đang ngắt ngư mà tự nhiên ngày búng cái, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Trời ơi, tự nhiên sao đức hồi dương kỳ cục cái chợ, sao nằm im ru ngơ ngơ ngát ngát, tự nhiên giờ hồi dương, tự nhiên nổi máu lên, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà. Rồi bắt đầu là tới câu cuối cùng, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi luôn. Trời ơi, đó rồi. Ôm đức này ghê quá. Tự nhiên đang ngắt ngư, tự nhiên biết làm sao? Tự nhiên biết làm sao? Tự nhiên ổng á, A Di Đà Phật quá nhanh, cái niệm từ nhanh xuống chậm, chậm xong cái ổng đi luôn. Thì mình lúc đó mình nói, tao nhờ Phật A Di Đà búng quá mày. Gán tu đi, gán tu mày chân thật đi, tới cuối cùng mày mệt mệt ông búng mày một cái là mày tỉnh nè. Không, mày thấy gần gũi chưa? Thật sự mà nói Phật A Di Đà ngày thương mình lắm, ngày đâu có muốn đứa con nào ở lại đây khổ đau đâu, thấy chưa? Đúng là cái tịnh độ này nói nó không nghĩ được. Đúng là nó đặc biệt ghê thiệt, thấy không? Thôi bây giờ quyết định nghỉ. Nguyện đem công đức
hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta từng chủ nhật nào chư tăng ni và Phật tử khắp nơi về tu ngày chủ nhật rất là đông. Như Đức cũng thường nói, điểm tu phước tu duyên đặc biệt là chỗ mà chúng ta quay về để được thân cận với tất cả những người biết niệm Phật, biết tu rất là đông. Khi tu xong rồi ăn buổi cơm mà có những người ngồi được trên ghế, có những người ngồi dưới đất, nhưng mà cảm giác vẫn là thấy vui và thấy nhân sinh vô cùng. Đây là chỗ đặc biệt mà chúng ta về tu tập để có được niềm vui, mà niềm vui nó tiêu trừ nghiệp chướng là vui từ cái pháp vị, phải nhớ. Nên chúng ta toàn thể đại chúng đông như vậy, đủ thứ lứa tuổi, nhưng Đức nhìn thấy nít nhỏ nhỏ thôi mà có nhiều đứa có duyên về chùa nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh, rồi các cháu viết quen. Nhà Đức nói rằng nhiều cháu nhỏ này đi đến đây, các cháu đến để đòi nợ cha mẹ, nhưng mà nhờ nghe pháp, niệm Phật, ăn chay phóng sanh, rồi nó chuyển cái nghiệp chướng đòi nợ cha mẹ mà trở thành báo ơn cho cha mẹ. Nên mấy đứa nít nó ngoan, nhỏ nhỏ nhưng mà ngồi im re, đứng đàng hoàng, không có giỡn hết, lóc chóc gì hết. Nít vậy là quý vị thấy quá đặc biệt, phải nhớ. Rồi nhiều người đa phần tạo tội nghiệp, từ nghiệp phá thai, sát sanh, bất hiếu cha mẹ, nói dối, đủ thứ tội lỗi. Chúng ta về đây cùng cộng tu, tu hành để mà mình chuyển hóa cái nghiệp của mình, nhờ nghe được Phật Pháp, có phương pháp tu. Và nhiều người ở xa, quý vị nên đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật về tặng cho bà con dòng họ của mình. Có khi một chiếc máy nghe Pháp thôi mà có thể giúp cho người ta thay đổi cuộc đời, chuyển hóa nghiệp chướng, rất là đặc biệt quý vị. Chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng tu này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nhờ cái công đức của đại chúng mà giúp cho gia quyến của mình từ từ chuyển hóa nghiệp chướng và tiếp nhận Phật Pháp, biết tu, biết niệm Phật để cầu giải thoát. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và hồi hướng công đức cho tất cả những người chết oan chết ức, chết mà chưa được siêu thoát. Nhờ hưởng được những công đức này mà điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát.
gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáng sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô sáng sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, tai nhi vì nghiệp phá tai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Từng nào quý vị về đây cũng được dự cái lễ phóng sanh. Phóng sanh đó là chúng ta trưởng dưỡng lòng từ và giúp cho những chúng sanh này được thoát cái cảnh chim lòng cá chậu. Chúng ta thả nó đi, nó bay đi, nó rất là mừng. Mà chúng ta còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những chú chim này. Khi được thả ra thì được ở trong ngôi Tam Bảo nghe danh hiệu Phật và nghe được pháp môn Tịnh Độ, nên chân thật mỗi ngày ở đây bắt niệm Phật xung quanh chùa, chúng ta nghe danh hiệu Phật. Khi xả thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đọc tam quy y cho tất cả những chú chim này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay hoan hỷ vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.